Ấn Độ, làng sinh đôi căn cứ UFO và những điều bí ẩn. Ấn Độ là một trong những quốc gia bí ẩn nhất thế giới. Thần thoại phong phú, đất nước rộng lớn và nhiều nền văn hóa đặc thù đã làm Ấn Độ trở thành mảnh đất màu mỡ cho những câu chuyện và truyền thuyết kỳ lạ. Một trong số đó rõ ràng là bịa đặt, một số khác chỉ đủ lạ để có thể là sự thật và một số khác vẫn kỳ lạ đến mức có thể thay đổi toàn bộ nhận thức của chúng ta về thế giới. Ngôi làng có tỷ lệ sinh đôi nhiều không tưởng. Ngôi làng xa xôi của Kodinhi, Kerala có một bí mật. Không phải là bí mật gì đặc biệt, nhưng bạn khó có thể bỏ qua. Đó là ngôi làng này nổi tiếng với tỷ lệ sinh đôi cao bất thường. Làng Kodinhi chỉ có khoảng 2.000 gia đình, nhưng có đến 250 cặp trẻ em sinh đôi được đăng ký chính thức ở đó. Trên thực tế có thể có nhiều hơn. Theo các chuyên gia ước tính, có thể có tới 350 cặp sinh đôi trong khu vực. Người ta ước tính rằng số lượng sinh đôi được sinh ra trong làng đang tăng lên hàng năm và không ai biết được nguyên nhân thực sự. Điều đáng chú ý hơn là tỷ lệ trung bình về cặp song sinh rất hiếm ở Ấn Độ, có 4 trong số 1.000 ca sinh ở Ấn Độ là sinh đôi. Ở Kodinhi, con số này là 45 trên 1.000 ca sinh. Các bác sĩ hoàn toàn không biết điều gì đã gây ra hiện tượng kỳ lạ này. Họ cho rằng chắc phải có một số yếu tố di truyền chưa thể xác định, hoặc có thể là một thứ gì đó mà họ ăn hàng ngày cho đến khi họ phát hiện ra sự thật. Ngôi làng sinh đôi vẫn là một trong những điều kỳ lạ nhất của một trong những quốc gia bí ẩn nhất thế giới. Vụ nổ chấn động ở Jabalpur. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2012, một tiếng nổ lớn và bất ngờ làm điếc tai người dân Jabalpur. Nó dường như bay ra từ thinh không, rơi xuống từ bầu trời như tiếng nổ do một chiếc máy bay phá vỡ bức tường âm thanh. Tuy nhiên, nó có vẻ kích động hơn, nghe rất giống một vụ nổ lớn. Người dân lo ngại về âm thanh này và dò hỏi xung quanh về nó. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng không có chiếc máy bay nào bay qua khu vực và không có vụ nổ nào xảy ra. Nguồn gốc của vụ nổ Jabalpur hoàn toàn là một bí ẩn. Điều kỳ lạ nhất là suốt cả tháng trời, bầu trời tràn ngập những tiếng nổ kỳ lạ, không giải thích được và xảy ra trên khắp thế giới, từ Vương quốc Anh cho đến Texas. Những tiếng nổ này được nghe thấy trong suốt vài tuần và đôi khi đi kèm với ánh sáng màu xanh lá cây kỳ lạ. Tại một trong những địa điểm này, một nhà địa chất thậm chí còn tuyên bố rằng tiếng nổ và chấn động sau đó không giống với bất cứ điều gì mà ông từng gặp phải và lời giải thích chính thức rằng không quân đang thử nghiệm một loại máy bay mới là không phù hợp. Lời nguyền của ngôi làng Khudhara. Trong hơn 500 năm, ngôi làng Khudhara có khoảng 1.500 cư dân. Một đêm nọ, tất cả đều biến mất. Họ đã không chết hoặc bị bắt cóc hoặc bất cứ điều gì mà họ chỉ là bỏ đi. Lý do cho việc sơ tán đột ngột của họ bị mất dần theo thời gian. Một số người nói rằng họ muốn trốn thuế của một nhà cai trị áp bức, trong khi những người khác dịch nên một câu chuyện về những người tình trẻ và người cha của cô gái đã giận dữ và đã gây ra một vụ nổ lớn trong làng. Dù nguyên nhân thực sự của việc bỏ đi là gì, một điều được thống nhất chung khi dân làng rời đi là họ đã nguyền rủa khu vực này để không ai có thể sống ở đó nữa. Tất nhiên một số người đã cố gắng chiếm lấy ngôi làng bị bỏ hoang này. Theo truyền thuyết, những người này đã gặp những cái chết tàn bạo. Một số người đã chết ở đó, được cho là vẫn ám ảnh ngôi làng. Theo các nhà điều tra siêu linh thì họ đã trải qua một số sự kiện rất kỳ lạ ở nơi này. Cho dù tất cả những điều này có đúng hay không, làng Khudhara chắc chắn đã đạt được danh tiếng đáng sợ. Nó vẫn bị bỏ hoang cho đến tận ngày nay và thậm chí không ai nghĩ đến việc phục hồi nó trong một thời gian dài. Ngọn đồi từ trường ở Lada. Ở vùng Lada gần dãy Himalaya có một ngọn đồi rất kỳ lạ được cho là có từ tính. Nếu bạn đổ xe trên con đường dẫn lên đỉnh đồi và để nó ở số 0, nó sẽ tự lăn lên đường dốc, di chuyển với tốc độ lên tới 20 km/h. Đây là một điều bí ẩn của tự nhiên, hay như một số hướng dẫn viên du lịch sẽ nói với bạn là siêu nhiên. Một hiện tượng được gọi là kỳ quan của núi Himalaya và là một điểm thu hút phổ biến đối với khách du lịch trong khu vực. Sự thật ẩn giấu đằng sau đồi từ trường Lada khá ấn tượng, nhưng đáng buồn thay, không hoàn toàn bí ẩn. Nó thực sự chỉ là một ảo ảnh quang học được tạo ra bởi địa hình đặc biệt của khu vực. Các ngọn núi, đường và đồi được thiên nhiên sắp xếp theo một cách rất cụ thể, làm cho khu vực này nhìn có vẻ như là một địa hình dốc đứng. Nhưng thực ra thì con đường đi xuống dốc một chút. Do đó, chiếc xe để số 0 ở một điểm nhất định của con đường sẽ xuất hiện hiện tượng như là xe đang lăn lên dốc. Sự tích Santi Devi. Santi Devi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc ở Delhi vào những năm 1930. Tuy nhiên, hạnh phúc của cô không được lâu dài. Khi lên 4 tuổi, cô bắt đầu khẳng định rằng mẹ và cha cô không phải là cha mẹ thật của cô. Cô nói rằng tên cô là Lutgi và gia đình thực sự của cô sống ở một thành phố hoàn toàn khác. Cô khẳng định mình đã chết khi sinh con và cung cấp thông tin cụ thể về cuộc sống của chồng và gia đình. Cha mẹ của Santi vì lo lắng đã lên đường tìm kiếm xem liệu có bất kỳ ý nghĩa nào đằng sau những lời tuyên bố kỳ quặc của con gái họ hay không. Và những gì họ phát hiện thực sự rất đáng sợ. Có một phụ nữ trẻ tên Lutgi Devi đã chết khi sinh con vào thời điểm đó và ở thị trấn mà Santi đã nói. Và gia đình và những người thân mà cô đã mô tả là có thực. Cuối cùng, khi cô gặp người chồng của mình từ kiếp trước,
cô nhận ra anh ta ngay lập tức và cư xử như một người mẹ đối với con mình. Báo chí nhanh chóng quan tâm đến vụ việc. Hóa ra cô không chỉ có thể nhớ về kiếp trước mà còn có thể nhớ cả những chuyện ở thế giới bên kia. Cô tuyên bố đã gặp Lord Krishna, hóa thân của thần Vishnu, trong những lần tạm nghỉ giữa cuộc đời cô. Krishna đã giao nhiệm vụ cho cô, truyền bá câu chuyện về những trải nghiệm của mình. Đó là lý do tại sao cô có thể nhớ được mọi chuyện. Santi Devi tiếp tục là một học giả, giáo viên và tín đồ tôn giáo. Trong hơn 60 năm, cô chấp nhận tất cả các giáo lý chính và một vài tôn giáo nhỏ, cố gắng xác định chân lý phổ quát đằng sau tất cả. Đó có lẽ là sứ mệnh cao cả mà cô được giao. Hàng trăm nhà nghiên cứu và nhà khoa học đã đưa ra những tuyên bố về ký ức tái sinh của cô vào thử nghiệm, nhưng không ai có thể chứng minh cô là giả. Căn cứ UFO tại đèo Konkala. Đèo Konkala nằm ở khu vực Lada, là một trong những nơi khó tiếp cận nhất trên thế giới. Không chỉ bởi vì nó tọa lạc trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, đây còn là khu vực biên giới tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Được biết, đèo Konkala nắm giữ một loạt các công trình ngầm khổng lồ, bí mật mà UFO, đặc biệt là các loài đĩa bay, sử dụng làm căn cứ hoạt động của chúng. Nhiều du khách và cư dân của các khu vực lân cận đã tuyên bố rằng UFO là một cảnh tượng phổ biến trong khu vực, xuất hiện từ bên dưới lòng đất và quay trở lại sau khi làm bất cứ điều gì mà vì nó UFO phải đi ra ngoài. Người ta cho rằng cả chính phủ Trung Quốc và Ấn Độ đều biết rất rõ về những gì đang diễn ra và thậm chí có thể hợp tác với người ngoài hành tinh, được cho là điều khiển các phi thuyền bí mật. Thật vậy, Google Earth đã tiết lộ rằng một số lối vào ngầm có những thứ trông rất giống các cơ sở quân sự được xây dựng xung quanh chúng.